Đây là hình ảnh của bến xe Chợ Lớn ngày 27 Tết. Bến xe này có tiếng là luôn dẫn đầu lợi tức so hai đầu bến xa cảng miền Tây và xa cảng miền Đông. Các tuyến của bến xe này chủ yếu đi từ Sài Gòn về các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre có cự ly từ 150 cây số đổ lại, nên lượt xe quay về bến trong ngày có thể từ 2 đến 3 lượt, giúp tránh được chuyện hành khách phải chờ đợi lâu trong mấy ngày giáp Tết, ai cũng nôn nao về quê. Cảm nghĩ của em thì hồi hộp, mới lại hơi lo lắng một chút ạ. Về quê thì nói chung là cũng không biết là mọi người có nhận ra mình không. Cảm giác thấy hơi lạ lạ, hồi hộp. Dạ nhớ ông bà, nhớ anh chị, nhớ em. Nôn nóng về, trông cảm thấy vui. Dạ cũng mua ít bánh về quê thôi. Cũng ông bà, bánh trái cây ít rồi. Những hành khách như anh Hiếu, như chị Mãi nói rằng dành dụm đủ sở hụi để Tết này có chút quà để về quê đã là hạnh phúc lắm rồi. Nếu được đi bằng máy bay thì càng vui hơn, vì vừa rút ngắn thời gian ngày đường, vừa chứng tỏ cho bà con ở quê nhà về sự thành đạt của mình khi tìm đến thành phố Sài Gòn để làm việc. Trong những ngày cận Tết này, nếu khách về quê bằng đường hàng không thì phải thu xếp có mặt làm thủ tục từ 2 đến 3 tiếng vì sợ kẹt xe. Sự chực chờ của số đông hành khách càng tạo thêm tâm lý nôn nao giờ phút được đoàn viên chốn quê nhà. Mới Tết cũng sắp đến rồi, chúc mọi người, gia đình, ông bà, cha mẹ, các cô, bác trong và ngoài nước đón một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng. Không thua kém hàng không, ga xe lửa Sài Gòn cũng nườm nượp người tha hương chen chúc nhau chờ giờ lên tàu về quê ăn Tết. Hành khách đa phần là lao động nghèo ở miền Bắc, miền Trung, lặn lội vào Nam làm việc ở các khu công nghiệp tại các tỉnh lân cận Sài Gòn. Nên để tránh chuyện kẹt xe tắc đường, họ buộc phải đến chờ ở nhà ga trước giờ khởi hành từ 3 đến 4 tiếng. Ga xe lửa Sài Gòn lại nằm ở khu vực Hòa Hưng, vốn là khu xóm lao động, nhà cửa chen chúc nên mấy ngày giáp Tết càng thêm trộn rộn đông đúc người qua lại. Chúng tôi tường trình cho SBTN từ Việt Nam.